Ở miền Tây, chuột đồng là một sản vật. Chuột đồng xuất hiện nhiều trên ruộng khi người dân bắt đầu thu hoạch lúa. Những ngày này, người dân miền Tây tất bật thu hoạch vụ lúa vụ ba, hay còn gọi là lúa thu đông. Cũng là lúc hoạt động săn bắt chuột đồng diễn ra nhộn nhịp. Ông Nguyễn Văn Quốc ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An, một người săn chuột đồng giỏi ở địa phương cho hay, muốn bắt được chuột đồng, ngoài việc chạy nhanh, thợ săn còn phải nhanh tay, nhanh mắt. Ông Quốc chia sẻ, mỗi ngày, người giỏi sẽ bắt được khoảng 10 kg chuột. Người chậm tay, chưa thành thạo, chỉ bắt được khoảng 2-3 kg. Chuột bắt tại đồng được thương lái mua ngay với giá dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một ký. Ông Quốc cho biết thêm, cách bắt chuột đồng phổ biến là nhiều người tạo thành nhóm chạy theo máy cắt lúa để vây bắt. Thành quả sau đó sẽ được chia đều cho mỗi người. Còn anh Lê Văn Thức ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An cho biết, chụp chuột đồng mua gặt là hình thức bắt chuột phổ biến của người dân miền Tây. Khi máy gặt lúa vừa chạy qua một đường lúa thì chuột đồng sẽ chạy tán ra. Từng nhóm người chạy theo dí bắt chuột, những tiếng cười sảng khoái vang lên khắp cánh đồng. Tuy nhiên, khi nước lũ đổ về, chuột không có chỗ trú ẩn sẽ tìm đến những gò đất cao. Lúc đó, các thợ săn chuột sẽ đi men theo bờ, đào hang hoặc đặt bẫy bắt chuột. Vì vậy nên nhiều người phải sắm đồ nghề như chĩa, xông khói hoặc giàn thun bắt để dễ dàng lùng sụp bắt chuột. Săn chuột đồng ở miền Tây dần trở thành một nét đẹp văn hóa, vừa giúp người dân bảo vệ ruộng lúa, vừa có thêm thu nhập cho nông dân.